Mình chào anh em chú bác, rất vui được gặp anh em chú bác trong video hôm nay ha. Thì hôm nay mình cũng lại tiếp tục trò chuyện với anh em chú bác, thì mình cũng sẵn đây mình trả lời một cái câu hỏi của một bạn Minh Nguyễn. Cảm ơn bạn đã comment gửi đến kênh của mình ha. Thì mình xin đọc cái câu hỏi như vậy: cho em hỏi, gà nọc thắng nhiều khi dưỡng cho uống kháng sinh nhiều quá làm giống có ảnh hưởng gì không anh? Nói chung là anh muốn có con nọc mà nó thành tích giỏi nhiều, mà khi trước đó mình giờ đã dùng kháng sinh nhiều mà có ảnh hưởng gì không? Thì theo mình á, thì mình cũng trả lời trực tiếp luôn vậy, là rất là ảnh hưởng nha. Những cái con mà mình đã trước đó mình dùng kháng sinh nhiều quá và đố liều, thì nó nữa mình đổ ra con rất là ảnh hưởng, và nó si con gà nó ra con á, nó không có mạnh khỏe như những con khác, thường nó yếu hơn, nói chung là yếu hơn á. Thì cái chất lượng con gà con thì nó ảnh hưởng về con gà nọc giống rất là nhiều. Bởi vì quan trọng nhất là mình chọn cái con gà nọc giống á, nó thời điểm mình đổ á là nó phong độ nhất. Quan trọng nhất là cái con gà nọc đó, con gà nọc trống, cái thời điểm nó phong độ nhất là nó sung nhất. Thì con gà nó ra con mới khỏe. Nói chung là quan trọng không đơn giản nhất là anh em nhìn cái con gà sao mà nó khỏe mạnh nhất là ok, đó là đạt hiệu quả. Còn những cái gà mà nó thành tích nhiều quá thì lắp ruột còn phải dùng kháng sinh trong quá trình điều trị thì nếu mà dùng không khéo, nếu mà anh em lạm dụng thì có những người nhiều khi dùng lạm dụng thì nó sẽ kéo dài, thì ảnh hưởng gà rất là nhiều. Nên khi mình đổ con ra thì cái giống con của nó thì nó sẽ không đạt hiệu quả đâu, thường là nó dở hơn gà cha rất là nhiều luôn, nó không có giỏi. Mình cũng đổ những cái con gà như vậy mình thấy nó không có hiệu quả, và mình cũng không có thích những đổ những cái con gà mà thành tích nhiều nhiều đâu. Mình chỉ đổ từ 1 đến 2 hoặc là gà tơ luôn đó. Mình thấy thấy cái những cái con gà đó nó hầu như nó ra không có hay, nó rất là dở. Thì mình một ý nhỏ đây anh em chú bác có thể xem để tham khảo. Còn mà khi mình đổ á thì mình lựa những con gà mà từ thành tích từ 1 đến 2 đổ lại là được rồi. Ủa, từ 2 đến 3 cũng được. Nhưng mà với con gà đó thì nó giỏi nhưng mà nó không có bị nhiều á, không có bị mà đè bị tan nhiều. Đó, thì mình sẽ làm giống nó sẽ ok hơn. Đó, một hoặc hai cũng được, yêu cầu là nó con gà nó giỏi là được rồi. Anh em xem gà đó thì cái đó qua hình thức có thể anh em biết là sao biết giỏi, thì bên đây mình không có nói chi tiết chuyên sâu vào, thì đó anh em tự hiểu em, mình nói đây là anh em tự hiểu nha. Để con gà nó không phải là con gà nó ăn nhiều thành tích mà nó ra con hay đâu. Mình chỉ lưu ý là những cái cách chọn của mình, những cái video trước mình có chia sẻ về cách chọn gà làm giống gà tống nọc đó, thì nó sao đạt hiệu quả thì nó cũng như cái những cái con gà mái thôi, nhức đầu nhì lông tâm mình tứ cẳng. Thì đó mình nói hoài luôn anh em, nói với anh em nhiều khi nhà hầm anh em thấy mình nói nhiều, thì anh em cứ lựa vào cái tiêu chuẩn đó thì đổ nó ra đạt thôi. Mình đừng, quan trọng nhất là khi mình lựa chọn cái con nọc mình đổ á, mình càng kén chọn lần nào càng kén chọn cho bản thân mình, hoặc là mình đừng có thấy ham ham mình thấy gà vậy vừa nó thiếu một chuẩn nào đó hay là chưa chưa chuẩn mà mình đổ, thì đương nhiên là nửa gà con nó xong đạp. Cứ càng khó khắt khe với cách chọn của mình thì mình sẽ ra những cái con hay, những cái con mà nó đạt hiệu quả. Tai nè, lông nè, ở mặt chân nè, ở những yếu tố đó thì anh em cứ lựa, cô chú lựa vào yếu tố đó thì nó sẽ ra con giỏi, ra con hay, ra con đẹp. Bây giờ mình đổ mà ra con nó dù biết đó, nó tài nó giỏi, giống cái giống của nó giống cha nó là thành tích giỏi, nhưng mà cái hình của con gà anh em thấy, cô chú thấy không, hình hình của con gà nó không có được đẹp, nó không đẹp, nhưng mà mình biết cái con gà cha của nó là rất là giỏi đó, nhưng mà cái hình của con gà con đó, nó không có được đẹp đó. Thì anh em dám tự tin để mua những cái con gà đó có giá trị không, hoặc là anh em dám tự tin bán những cái con gà đó cho cái khách, hoặc là anh em mua mà có giá trị đồng tiền không, chẳng hạn như 5 10 triệu, 7 8 triệu, 5 6 triệu, 2 3 triệu, dám không? Anh em không có dám, không có tự tin để mình bán luôn chính bản thân mình đi. Mình biết con gà đó, gà con của con gà hay,
hay là những con gà thành tích giỏi đó mà mình bán anh em, nhưng mà cái tiêu chuẩn mình chọn mà nó không đạt rồi thì mình không bán, không tự tin, mà mình nói giá cao, giá mà để giá cao thì anh em cô chú cũng không có dám mua đâu, không dám mua, mà không ai mua những con gà mà dù biết cha nó là thành tích giỏi đó, thành tích nó giỏi rất là giỏi đó. Đó, nhưng mà cái hình không có này, cái mặt mình thấy không ưng ý, rồi cái tay nó không có tốt đó, rồi cái chân, nói chung là cho chân đẹp luôn đi, cho chân đẹp luôn á, nhưng mà anh em cô chú có dám mua không? Mình nói giá cao á, dám mua không? Không dám, mình phải lựa. Đương nhiên anh em cô chú, anh em chú bác mà khi mua thì con gà lại lựa ở cái tại đó thì cũng lựa những cái con gà theo ưng mí ức, theo cái ưng của cái bản thân mình nè, thấy gà nào đẹp nhất, tốt nhất, tài tốt nhất. À, không biết con gà đó là nguồn gốc như nào nhưng mà cũng lựa cái đẹp nhất là đầu tiên, đúng không? Đó, thì anh em chú bác cũng phải lựa vào cái tiêu chuẩn đó để mình đổ ra những cái con gà nó hay, con gà nó đẹp, nó hay mà nó đẹp nữa, rồi nó chuẩn nữa, thì nó quá là tuyệt vời, đúng không? Bởi vậy mình cái hành tích của con gà nạp giống đó, thì nó không có nằm vào cái yếu tố mà để quyết định được cái giống của con gà nó hay hay dở, mà phụ thuộc vào cái phong độ của con gà và cái mặt, cái tai cán con gà và cái tai gà thì nó ra đẹp thì anh em mới ưng. Con gà dù mà nó chẳng hạn như khi mình bán con gà mà tống đi, dù cái hình nó không đẹp hung, có nghĩa là nhưng mà cái tai nó tốt thì anh em cũng sao cũng ưng hơn là những cái con gà mà dù cái cán nó đẹp, cái chân nó đẹp, rất là đẹp, nhưng mà cái mặt nó không được tốt thì anh em cũng không ưng đó. Bởi vậy thì khi mình chọn gà nọc thì mình nên lưu ý những cái con gà không nên quá nhiều ha. Quá nhiều mà nếu mà nó không có bị tan nhiều là ok ha. Còn nếu bị tan nhiều nên cũng lưu ý cân nhắc, mình đổ thử, đổ 1-2 bầy rồi thấy nó ok không. Chứ mình đổ nhiều thì cũng nên lưu ý để nó ra con thế nào. Nó cũng không hẳn là dở hoàn toàn, nhưng mà mình thấy ra con nó thường là nó yếu hơn, nó không có bằng những cái con gà mà phong độ đâu. Tại vì cái kháng sinh mình dùng lạm dụng nó ảnh hưởng gì rất là nhiều toàn bộ hệ thống cơ thể con gà hết. Kháng sinh mà mình dùng quá liều là ảnh hưởng toàn bộ hệ thống con gà. Lạm dụng những cái thuốc này thuốc kia, cái gì cũng vậy, nó có hai mặt hết. Thuốc mà mình lạm dụng là nó ảnh hưởng rất là nhiều, mình dùng phải sao cân nhắc cho cái đúng cái liều lượng và số ký của nó là nó hợp lý nhất. Mình trị kéo dài, tại con gà lớn á, con gà lớn mình trị kháng sinh kéo dài á là mình có, nhất là cái con gà mà nó lớn mà đủ lông hình á thì mình trị kháng sinh kéo dài mình không biết được, nhận biết được là lố hay không lố đâu. Nếu mà quá lố luôn thì con gà có thể nó chết, nhưng mà nó vừa vừa trong phạm vi mà nó chịu đựng được á thì sau này nó sẽ ảnh hưởng về cái toàn bộ cơ thể nó, nên nó ra con nó không bao giờ mà nó đạt hiệu quả đâu. Thì anh em cô chú cũng lưu ý cái này ha. Thì một chút chuyện ngắn cũng này đến với anh em chú bác. Thì nếu anh em chú bác thì thấy hãy ủng hộ kênh mình bằng cách nhớ cho mình một like và nhớ đăng ký, nhấn chuông báo để nhận những video sớm nhất khi mình tải lên. Thì còn ý kiến của anh em chú bác như thế nào trong cái cách của cách mình nói như thế này thì hãy comment cho một bạn Minh Nguyễn để tham khảo, và những người anh em chưa đổ hay là chuẩn bị đổ để có cái ý để mà tham khảo ha. Rồi thôi, cuối video mình cũng xin chúc anh em luôn thành công trong cuộc sống và luôn dồi dào sức khỏe. Mến chào anh em chú bác, hẹn gặp lại anh em chú bác ở video sau.